Đây, test cái con hai chiếc laser 6W. Và em test trên cái bàn DMX các bác nhé. Đây là không test qua cả quick show nữa, mà em test qua chỉnh qua bàn DMX. Thì các bác dùng cái bàn DMX nào, các bác cũng có thể điều chỉnh được các bác nhé. Điều chỉnh được coi như rất là nhiều hiệu ứng của nó. Đây các bác nhìn này, sáng ghê gớm luôn. Băng qua đường là chuyện rất là bình thường. Em test một vài cái chế độ của nó cho anh em xem nhé. Anh em tránh quay trực tiếp điện thoại vào con này nhé. 6W nhưng mà cháy cam đấy. Đấy, và em lưu một số cái cảnh. Mày gạt nhá. Cứ từ một đấy đứng xa xa tí các bạn, không lẽ toi cái cam. Dàn đường quay vào cho nó chắc. Cách đứng ở đây nó rơi vào tầm khoảng 50 mét rồi. Ui giời. Đấy, 6 quát chuẩn các bác nhé. Dã man luôn. Đấy, các bác chạy sâu cưới là quá nét rồi. Đấy, sợ nhất là những cái tia này, nó mà vã vào cam thẳng phát này là toai luôn. Đấy, rất đẹp các bạn. Đây là hai chiếc em đang sử dụng qua cái chế độ chỉnh DMX. Vào đây cứ để nguyên này nhé, không nó sẽ vào cam mà thôi. Thôi chuyển đi thôi. Hai con 6W hôm nay các bạn này rất là đẹp. Giá 8.500.000 đồng một chiếc các bác nhé. Đấy, laser này mà các bác đứng đằng sau các bác quay thì thoải mái luôn. Nhưng mà đứng đằng trước thì các bác tránh quay trực tiếp vào cái mắt của nó. Rồi làm lại một vòng các chế độ nữa chứ mà. Cái này chạy ra xa quay đấy, phi sang đường khoảng cách 100 mét bình thường. Đấy, trước em cũng bán hàng vãi nhiều, nhiều con hàng vãi 10W không sáng bằng nó đâu các bác nhé. Dã man của ngàn luôn. Và bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.